rồi, em chọn ra đây cho anh là 3 cây ạ. Cái hàng mà 1 mét thì còn toàn cây xấu đây anh ạ. Đây, toàn cái cây mà gốc gọi là khoảng 20 thân thôi. Chứ còn cái mà dạng như là tán tròn đẹp và hai nữa là gốc to ấy thì cái loại này. Đây anh xem anh ưng cây nào thì để em gửi chính xác cây đấy. Cây này đẹp lắm ạ. Gốc to rõ ràng. Đấy, nhìn cái hướng này anh thấy nó rất là đẹp luôn. Tán cành gọi là đẹp. Đây ạ, cây này gốc cũng to. Cành tán rất là đẹp luôn. Quay cái hướng này anh sẽ nhìn thấy nó rất là đẹp. Cây này cũng thế. Giờ em quay chi tiết cho anh cái từng gốc từng cây nhá. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chưa kể cái bé bé này. Đấy. Và lá này, lá thân gốc lên. Còn cây này ạ. Cây này thì cũng bao gồm là 5 cái thân to và thêm 5, 6 cái thân bé bé nữa. Đó. Còn đây gốc đây ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái gốc. Đấy. Còn đâu cánh, cành lá các thứ thì cây khỏe đảm bảo anh ạ. Cây rất đẹp luôn ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây cau lụa, xin vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Nhà mình số lượng rất là nhiều luôn nhá. Cảm ơn các bạn ạ.